Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì trên video của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc SUV 5 chỗ ngồi đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản, đó chính là chiếc xe Honda CR-V. Thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.0. Và chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Rất là đẹp ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem qua về cái phần ngoại thất rồi cũng như những về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Chiếc xe mới lăn bánh có hơn 3 vạn km thôi, cụ thể là 3 vạn 8 km rồi. Rất là đẹp đây quý vị các bạn nhé. Đây, nhìn về cái phần đầu thì quý vị và các bạn đã thấy được chiếc xe màu bạc rất là đẹp và trang bị đầy đủ các option từ khóa thông minh, đè nổ, start top cho đến cái đèn pha bi xenon, đèn led đầy đủ rồi. Trời hôm nay rất là nắng cho nên là nếu như tôi có bật đèn led thì quý vị các bạn cũng không nhìn thấy đâu, vì là nó nắng lắm ạ. Đấy, cái cụm đèn rất là mới này, có cả đèn gầm và được thiết kế rất là đẹp từ những cái thanh chrome, quý vị các bạn nhìn đấy nhá, những cái thanh chrome và đằng trước này rất là đẹp rồi. Đấy. Và nhìn về bên ngoài thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chiếc xe rất là đẹp. Hôm trước là chúng tôi vừa mới mua về, chính xác là chiếc xe này là chúng tôi mua về chiều ngày hôm chiều ngày hôm kia. Thì sáng ngày hôm qua tôi cũng có đem đi ra tôi rửa và tôi quay qua ở cái chỗ rửa, tôi up lên cho quý vị các bạn xem ở cái chỗ rửa đấy ạ. Và hôm nay thì tôi mới có thời gian, đúng là ngày chủ nhật thì tôi mới có thời gian để tôi quay lên đây để giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe này. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng nói thật với quý vị và các bạn, chúng tôi mua về là còn nguyên bản hết đấy ạ. Chưa có dọn dẹp, chúng tôi còn chưa có dọn dẹp, chỉ mới rửa qua đi và quay lên đây để cho quý vị và các bạn cùng xem thôi nhé. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu, chưa rửa, chưa dọn dẹp, chưa đánh bóng hay là chưa làm cái gì cả, vừa mới rửa thôi. Và cái dàn lốp đây quý vị các bạn ạ, dàn lốp thì còn rất là đẹp, rất là dày. Đấy, quý vị các bạn thấy ạ, vì chiếc xe này mới lăn bánh được có 3 vạn 8 km thôi. Đấy là cái lốp sau, lốp trước thì nó có hơi mỏng hơn một chút. Đấy, quý vị các bạn thấy rất là đẹp rồi. Xi nhan cũng đã được tích hợp trên gương và gương chiếu hậu là gương gập điện này. Đấy, rất là đẹp. Phiên bản 2.0 quý vị các bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội quý vị các bạn ạ. Đấy, nhìn về bên ngoài thì nó có xước sát nhưng mà cũng rất là nhỏ nhẹ thôi đây quý vị bạn này. Những cái vết xước rất là nhỏ, chúng ta phải nhìn gần vào thì mới thấy được. Nhìn về cái phần cốp sau thì quý vị và các bạn thấy đấy ạ, xe cũng đã được trang bị camera lùi này, đầu DVD, camera lùi, cảm biến lùi nguyên bản theo xe quý vị và các bạn nhé. Đấy, những cái option mà chiếc xe này đã được Honda trang bị cho phiên bản CR-V này ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi cũng đang bán với giá là 696 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi ạ. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V 2.0 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để ở phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V 2016 chạy 3 vạn 8 km này ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhá, nội thất cũng như về cái phần option của chiếc xe. Về chiếc xe này thì chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản ạ. Đấy, đầu tiên là tôi mở cái cánh cửa bên lái này ra, tôi quay cho quý vị và bạn xem này, keo chỉ này. Về cái phần keo chỉ là nguyên bản nhá, chúng tôi cam kết là không mất một phân keo chỉ nào cả. Còn rất là mới, rất là đẹp đấy. Và còn nguyên bản đây này quý vị và các bạn này. Nếu như anh em thợ nào mà có người nhà đang cần xe thì lấy chiếc xe này cho người nhà thì cũng yên tâm luôn nhé. Chiếc xe rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây, từ những cái táp bi này, táp bi rất là đẹp này. Vô lăng cần số còn nguyên bản hết đây quý vị các bạn nhé. Đấy, vô lăng này chủ xe này bọc cái vô lăng này lại cho nên là cái vô lăng đẹp lắm. Thứ nhất là chạy ít, thứ hai nữa là được chủ xe rất là cẩn thận bọc lại thì nó rất là đẹp như này đấy ạ. Đấy, bộ ghế da cũng rất là mới này.
Bộ ghế da rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2016 đây quý vị và các bạn nhé. Đây là cái tem của nhà sản xuất này, phiên bản 2.0 lít này, và được sản xuất năm 2016, lắp ráp tại Việt Nam đây quý vị và các bạn ạ. Đấy. Và chiếc xe này sản xuất cuối năm 2016, đăng ký năm 2017. Cuối năm 2016 thì xe mới được trang bị là khóa thông minh đề nổ start top đây quý vị và các bạn nhé. Đấy, tôi bật cái điện lên cho quý vị và các bạn xem này. Đồng hồ mới lăn bánh được có 3.8 km thôi đấy ạ. Đấy, có cả màn hình, đầu DVD, camera lùi, đầy đủ hết cả rồi. Đấy. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên lái đây quý vị và các bạn nhé. Cũng như vậy ạ, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết này, chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây này. Quý vị các bạn thấy đây, những cái ốc bản lề của cánh cửa này nó còn nguyên bản và còn mới như thế này đấy ạ. Đấy, vẫn còn nguyên những cái chấm sơn của nhà sản xuất đấy. Và nội thất thì rất là đẹp rồi quý vị các bạn ạ. Đấy. Đấy, nội thất rất là đẹp, ghế da rất là mới này. Bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn bước sang lên xe nào. Đấy, tôi cho nhỏ cái đài này đi nhé. Cho nhỏ cái âm thanh đi. Đấy. Đầu DVD này, camera lùi, đầy đủ hết cảm biến lùi, và khóa thông minh đè nổ start top, vô lăng cần số thì rất là đẹp đây quý vị các bạn xem lại này. Vô lăng này là chủ xe bọc nhé, bọc cho nên là nó mới đẹp lắm đấy ạ, chưa có làm lại tí nào đâu, và mới chạy có 3.8 km thôi. Đấy, cần số đây này quý vị bạn xem, vô lăng cần số rất là đẹp nhé. Đấy, vô lăng cần số đều rất là đẹp. Nếu chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị và các bạn xem vô lăng cần số là cũng có thể biết này. Và điều hòa tự động, xe cũng đã được trang bị điều hòa tự động hai vùng độc lập rồi quý vị và các bạn nhé. Và cái táp bi, táp lô đây này, quý vị các bạn thấy này, chủ xe rất là cẩn thận bọc lại cái táp lô này. Đấy, cho nên bây giờ là lúc nào cũng bọc như thế này, cho nên cái táp lô nó rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, để tôi tắt cái này đi, không lát nữa nó lại không yếu ắc quy, không vì không nổ máy mà bật cái điện đấy là nó sẽ yếu ắc quy. Tôi sẽ tắt đi đã để giới thiệu cho quý vị và các bạn nhiều cái phần quan trọng hơn, ví dụ như đây, từ những phần táp bi cánh cửa này rất là mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Tôi sẽ quay chi tiết hơn cho quý vị và các bạn cùng xem đây, từ những cái phần trần này, trần rất là sạch sẽ này, rất là sáng này. Đấy, mặc dù là chiếc xe này chúng tôi chưa có dọn dẹp gì đâu mà xe thì đi ít, chủ xe lại giữ gìn cho nên nó mới được đẹp như thế đấy. Và quý vị và các bạn thấy đây ạ, xe cũng đã được trang bị cửa gió cho hàng ghế ngồi phía sau. Đây là cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau nhé. Ở cái phiên bản SUV 5 chỗ ngồi, xe rất là rộng cho nên phải được trang bị cái cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau này, chứ không rất là nắng. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn xem về cái phần nắp cốp nhé. Đầu tiên quý vị và các bạn nhìn đây, cái cụm đèn hậu này rất là mới, rất là đẹp này. Từ những cái phần chrome này, logo này cũng đều rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy. Cảm biến lùi này, đủ hết cả rồi. Sau đây thì mời quý vị và các bạn xem về cái phần cốp này. Cốp đây, từ những cái phần ốc cốp đây quý vị và các bạn nhé, còn nguyên bản hết này. Đấy, chưa có vết tháo, keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn này. Chưa có tháo ra tí nào cả cho nên nó còn rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Chiếc xe này thì chúng tôi có thể cam kết với quý vị và các bạn luôn là không bị tai nạn, không bị ngập nước, máy móc nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Đấy, và cái phần này, lốp sơ cua đây quý vị các bạn nhé, lốp sơ cua còn rất là dày, tuy cũng đã hạ rồi nhưng mà còn rất là dày, rất là mới ạ. Chỉ có hạ đi một vài lần thôi cho nên là nó còn mới lắm. Đây là cái kích này, chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả cho nên nó hơi bẩn một chút đây này. Nếu như chiếc xe này mà chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ đi thì nó rất là đẹp đây. Ví dụ những cái này là bẩn thôi nhá quý vị này, lau là hết, nhưng mà chúng tôi chưa dọn thì nó như vậy đấy ạ. Đấy, nếu như dọn dẹp đi là nó đẹp lắm đấy ạ. Quý vị bạn nhìn từ những cái phần nhựa này này, phần nhựa nó rất là đẹp, rất là mới như này đấy ạ. Đấy, rồi phần trần, trần cũng rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Từ những cái phần nhựa này, phần nhựa này màu kem mà còn rất là đẹp, rất là sáng như thế này đấy. À, từ những cái phần ghế nữa quý vị bạn thấy chưa, cái phần ghế này cũng rất là sạch sẽ đẹp đẽ, mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả, vừa mới rửa ráy đi qua thôi. Và đặc biệt là đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nhà sản xuất đây quý vị các bạn này. Một chiếc xe Honda CR-V, cái phiên bản
2.0 như thế này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhá. Đây, thời tiết nó hơi có nắng tí cho nên là tôi quay nhìn nó không rõ cái mức tiêu thụ nhiên liệu này, chỉ có hơn 7 lít cho 100 km đường kết hợp thôi. Nếu như chạy ở trong đô thị như đường Hà Nội thì khoảng 10 lít, nhưng nếu như chạy ở đường cao tốc ở bên ngoài thì chỉ khoảng 6 lít cho 100 km thôi quý vị các bạn ạ. Đấy, rất là hiệu quả, rất là kinh tế đối với một chiếc xe Honda CR-V 2.0 này ạ. 2.0 nó có cái hay của 2.0 mà 2.4 thì nó lại có cái hay của 2.4 quý vị các bạn nhé. Chạy cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu ạ. Và đây là cái phần táp bi cửa phía sau bên phụ đây quý vị bạn này, những cái phần keo chỉ này là chúng tôi cũng cam kết là không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị mất keo chỉ. Keo chỉ là còn nguyên bản hết, còn zin luôn đấy ạ. Đây là cái phần ốc bản lề này, ốc bản lề cũng còn nguyên ạ. Đấy, còn nguyên chấm sơn của nhà sản xuất này, này. Chưa có vết tháo gì cả. Đấy, rất là đẹp. Đấy, phần da này, phần nội thất này, nội thất da này rất là đẹp luôn quý vị bạn thấy chưa. Mặc dù chiếc xe này chúng tôi có chưa có dọn dẹp gì đâu ạ. Và cái hàng ghế ngồi phía sau này thì gần như cũng không có người ngồi mấy, cho nên là nó mới đẹp như thế này đấy quý vị các bạn ạ. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp, từ năm bắt đầu sử dụng từ năm 2017 đến bây giờ đến ra cũng đã được khoảng 4 năm rồi, nhưng mỗi một năm chạy có mấy nghìn thôi vì mới có 3.800 km thôi quý vị các bạn ạ. Và đây là cái phần táp bi cửa phía trước bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên quý vị các bạn nhé, keo chỉ nguyên bản này, chưa có mất một phân keo chỉ nào cả. Ốc bản lề cũng còn nguyên luôn này. Táp bi rất là đẹp rồi. Đấy. Táp bi rất là đẹp, rất là mới này. Ốc bản lề này. Đấy. Rất là đẹp luôn. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đấy nhé. Để nếu như quý vị và các bạn nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Đấy. Táp lô này, nên bỏ cái nỉ này ra, cái che này ra thì rất là mới, rất là đẹp luôn. Và chủ xe cũng đã lót sàn rồi quý vị bạn nhé. Đã có lót sàn da rồi này, và cái bộ lót chân. Đấy, lót chân này này, rất là mới, rất là đẹp. Phần nỉ này, quá là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V này là một cái khối động cơ xăng 2.0 lít. Quý vị và bạn nhìn thấy nó mới như thế nào rồi đây ạ. Đầu tiên thì vẫn cho quý vị và bạn xem về cái phần ốc cabo đã này. Nguyên bản này, keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị và bạn nhé. Đấy, ốc cabo nguyên bản này, keo chỉ nguyên bản này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả, còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đấy. Từ cái ốc cabo rồi, điều này chứng tỏ là chiếc xe này chưa có bị nâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đây, từ những cái ốc xương đầu quý vị và các bạn thấy đây, nó còn rất là mới, rất là đẹp đây này. Quý vị bạn nhìn nó nguyên bản hay không là chúng ta nhìn là thấy luôn ạ. Không những nó còn nguyên bản và còn rất là mới. Đấy, từ những cái ốc chân máy đây quý vị bạn nhé, tôi quay sát lại để cho quý vị bạn xem này. Ốc chân máy vẫn còn nguyên dấu hết này, tất cả là vẫn còn nguyên đánh dấu của nhà sản xuất đây này, sơn 7 màu đấy. Đấy, còn nguyên của nhà sản xuất và còn rất đẹp. Chiếc xe này còn chưa phải tháo những cái dàn này ra đâu nhé, chưa có bảo dưỡng phải tháo những cái này ra đâu ạ. Còn nguyên đây này, này những cái kim phun đấy, còn nguyên hết, rất là đẹp đây quý vị và bạn ạ. Tôi làm xe cũng nhiều rồi, mua được xe cũng rất là nhiều xe, nhiều các loại xe rồi, nhưng mà cũng phải chia sẻ thật với quý vị và các bạn, chiếc xe này nó đẹp, quá đẹp so với những chiếc xe cùng đời. Đấy, mới chạy có 3.8 vạn và sản xuất năm 2016, đăng ký năm 2017 mà nó đẹp như thế này đấy quý vị và bạn ạ. Đây, nhìn những cái chi tiết này nó rất là mới này quý vị các bạn thấy chưa, mới như là vừa mới thay ấy. Đấy, nhưng mà thực ra là nó còn nguyên bản hết đấy quý vị bạn. Từ những cái ốc này này, những cái ốc này, những cái đánh dấu của nhà sản xuất này, này sơn 7 màu này, đấy là còn nguyên hết này, chưa có một con ốc nào tháo vào trong cái khoang động cơ này nhé. Trong cái động cơ này chưa có một ốc nào tháo, rất là mới, rất là đẹp. Tôi quay thật kỹ, thật chi tiết như thế này để cho quý vị và các bạn nào ở xa mà đang có nhu cầu thì xem video này của tôi thì quý vị và bạn cũng đã biết được là cái chất lượng của chiếc xe này như thế nào rồi, đúng không quý vị và bạn? Hoặc anh em thợ nào mà đang có nhu cầu lấy xe cho người nhà thì anh em nói vui với nhau là nếu như lấy chiếc xe này cho bố vợ thì quá yên tâm rồi, không sợ bố vợ đòi lại con gái đâu.
Đấy, vì chiếc xe nó quá mới, quá đẹp. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn bán với giá là 696 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn trong vòng 5 năm với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Thủ tục thì đơn chóng, nhanh chóng, đơn giản, vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe quý vị và các bạn ạ. Quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda CR-V 2016 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.